xin kính chào toàn thể quý khán giả đang theo dõi trực tiếp chương trình Sống Xanh Sống Khỏe kỳ tháng 7 năm 2024 của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Kính thưa quý khán giả, trong thời gian qua thì chúng ta đã thấy nổi bật lên giá trị của công nghệ cấy ghép implant. Đây được xem là một cái phương pháp trồng răng hiện đại nhất hiện nay. Và theo thời gian thì y học ngày càng tiến bộ và có rất là nhiều cái công nghệ xuất hiện hỗ trợ cho việc trồng răng implant này ngày càng là nhẹ nhàng, tiện ích, bớt đau đớn và đặc biệt là không tốn quá nhiều thời gian của khách hàng. Và trong chương trình Sống Xanh Sống Khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề mà Ngọc Qua vừa nêu ở phần đầu chương trình này nhé. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các diễn giả về tham gia giao lưu và tư vấn cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, gồm có: xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm, bác sĩ chuyên khoa cấy ghép implant, giám đốc chuyên môn trung tâm nha khoa Elite, chủ tịch hội cấy ghép nha khoa thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của bác sĩ Trần Châu Bảo Phúc, bác sĩ chuyên khoa cấy ghép implant thuộc Trung tâm Nha khoa Elite thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên cho phép Ngọc Qua thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn hai bác sĩ đã dành thời gian quý báu trong ngày nghỉ cuối tuần để về tham gia tư vấn trong chương trình Sống Xanh Sống Khỏe ngày hôm nay với chủ đề những công nghệ hiện đại tham gia vào quá trình trồng răng implant là như thế nào. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Nha khoa Elite thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Và ngay bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để đi sâu vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, bởi vì trong thực tế chúng tôi khảo sát thì thấy rằng còn rất nhiều bà con vẫn chưa hiểu hết về giá trị của trồng răng implant là gì, và đặc biệt là vẫn chưa có nhiều thông tin về những công nghệ tham gia vào quá trình trồng răng implant hiện nay ra sao. Đầu tiên thì có lẽ chúng tôi xin được mời tiến sĩ Trần Hùng Lâm có thể vui lòng giải thích lại cho quý khán giả được biết thế thì trồng răng implant là gì và cái giá trị mà trồng răng implant mang lại cho người đi trồng răng như thế nào so với cái kiểu trồng răng truyền thống ngày xưa. Trước tiên thì xin kính chào quý cô chú, quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thì như chị Ngọc Hoa mới nhắc đó, thì cái công nghệ implant là một cái công nghệ nó khá là tiến bộ ngày nay. Thì cùng với nhiều cái phát minh khác mà trong cái lĩnh vực nha khoa đó, thì cái công nghệ implant nha khoa đã làm thay đổi cái hành nghề cũng như là cái điều trị của các bác sĩ nha khoa ngày nay. Thì cái implant nha khoa nôm na nó giống như là một cái chân răng nhân tạo. Thì như vậy, cấy ghép implant nha khoa tức là bác sĩ sẽ cấy cái implant nó vào trong cái xương hàm và để thay thế cho những cái răng bị mất. Ví dụ như mình có thể mất một răng, mất nhiều răng hoặc mất toàn bộ răng, thì cái implant nha khoa có thể được cấy vào trong xương hàm và nó thay thế những cái chân răng bị mất, và sau đó chúng ta sẽ có lại một cái hàm răng. Thì thông thường là chúng ta có răng sữa, răng vĩnh viễn, thì ngày nay cùng với implant nha khoa chúng ta sẽ có cái bộ răng thứ ba, tức là hàm răng lên trên cái implant. Thì cái công nghệ implant nó sẽ có rất là nhiều cái tiến bộ. Thì thứ nhất về mặt chức năng, chức năng thì nó được thay thế những cái hàm tháo lắp mà nó rất là khó chịu, những cô chú mang rất là biết là rất là khó chịu, và nó có thể thay thế những răng bị mất mà không cần mài về răng bên cạnh và đem lại chức năng rất là tốt. Về mặt thẩm mỹ thì có thể làm thay đổi cái khuôn mặt. Chúng ta thấy khi mất răng thì khung xương nó sẽ bị tiêu, thì cái implant nha khoa sẽ giữ được cái xương đó và làm cho cái khung nó không có bị tiêu và làm chúng ta nhìn trẻ hơn. Và cuối cùng là sẽ giúp chúng ta sẽ tự tin hơn với những cái hàm răng mới để có thể là giao tiếp, có thể sinh hoạt hàng ngày. Thì đó là những cái lợi thế rất là lớn của cái implant nha khoa ngày nay. Xin nhờ một tràng pháo tay cho những cái thông tin đầu tiên mà tiến sĩ Trần Hùng Lâm vừa gửi đến với chúng ta. Và như chúng tôi đã nói là trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu về những cái công nghệ góp phần làm cho cái việc cái ghép implant trở nên dễ dàng hơn. Thế thì những công nghệ đó là gì? Chúng tôi xin được mời bác sĩ Bảo Phúc có thể vui lòng cho biết. Xin cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc Khoa. Xin trước hết cho tôi xin gửi lời chào tới cô chú anh chị đang ở trường quay và đang theo dõi ở truyền hình. Thì với những cái công nghệ hiện đại đó, hiện nay khi mà chúng ta nhắc tới trồng răng implant đó, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ đặt một cái trụ implant vào trong cái xương hàm. Thì trước đây với những cái phương pháp chụp phim truyền thống đó, thì chúng ta sẽ không có án chừng được là những cái vị trí giải phẫu phức tạp như thế nào, không biết mật độ xương như thế nào, để từ đó là chúng ta lựa chọn cái trụ implant hợp lý. Thì ngày nay với cái công nghệ
hiện đại, cái công nghệ đầu tiên cần phải nhắc tới đối với trồng răng implant là công nghệ chụp phim Conbeam CT. Thì với cái công nghệ chụp phim này, chúng ta sẽ xác định được cái mật độ xương, cái độ rộng của xương để chúng ta lựa chọn cái trụ implant tốt, và đồng thời đó là chúng ta cũng xác định được những cái mốc giải phẫu chúng ta cần phải né. Rồi thứ hai đó là sau khi mà đã có Conbeam CT rồi thì một cái công nghệ được sử dụng ngày nay gọi là máng hướng dẫn phẫu thuật. Thì với những cái máng này được thiết kế 3D, được thiết kế trên máy tính, sẽ giúp cho bác sĩ cấy được cái vị trí implant nó chính xác hơn so với là chúng ta tự án chừng, so với trước cái truyền thống của implant là phải tự nhắm chừng, tự án chừng cái vị trí của cái implant. Và cái thứ ba là cái công nghệ gọi là lấy dấu kỹ thuật số. Thì các cô chú ở đây, nếu chúng ta có đeo cái hàm giả thấu lấp đó, thì chắc chúng ta còn nhớ cái cảm giác mà khi chúng ta lấy cái dấu cao su gắn vào trong miệng đó, thì mình cảm giác rất là khó chịu, rất là dễ bị nôn ói. Thì ngày nay với cái công nghệ lấy dấu kỹ thuật số đó, thì chỉ cần những cái máy chụp hình scan lướt qua những cái trụ implant là chúng ta có, là bên lab có thể chế tác ra được một cái hàm răng với những cái vị trí rất là chính xác mà không cần phải thông qua những cái bước khó chịu so với cái phương pháp lấy dấu truyền thống. Thì đó là ba cái công nghệ hiện đại và nổi bật nhất hiện nay được ứng dụng trong trồng răng implant. Dạ, xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Bảo Phúc. Kính thưa quý khán giả, như Ngọc Khoa có nói là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lần lượt đi từng cái công nghệ một, và Ngọc Khoa cũng có nói luôn là những cái công nghệ này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc cấy ghép implant trở nên nhẹ nhàng hơn, ít khó chịu hơn, đỡ đau đớn hơn, và đặc biệt là không tốn quá nhiều thời gian của khách hàng. Và một công nghệ đầu tiên mà Ngọc Khoa muốn chuyển đến cho quý khán giả mà chúng tôi vừa được thực hiện trong tuần rồi tại Trung tâm Nha Khoa Elite, đó là công nghệ, lúc đó thì Ngọc Quang nghe nói bằng cái tên tiếng Anh là BAC system, nhưng mà hôm nay á, thì nghe bác sĩ Bảo Phúc nói là công nghệ là lấy dấu kỹ thuật số. Và bây giờ xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Răng đã nhổ hết, không còn cái nào. Dạ. Thì chỉ tạm thời tháo đắp. Mình đeo hai hàm luôn. Đeo hai hàm. Mà có cái ăn uống thì nó bị rớt ra, nó không ngon. Răng của anh lúc nãy mới khám, mới chụp phim, thì đúng là mình mất hết toàn bộ răng hai hàm. Dạ. Thì giờ anh đang đeo cái hàm giả, hàm trên với hàm dưới. Dạ. Thì anh nhìn đây là cái hàm giả của mình, hàm giả hàm trên với hàm dưới. Dạ. Rồi đây là cái phim. À, thì mình coi trên cái phim CT đó, tức là cái phim mà chụp chụp răng bằng 3 chiều đó, thì mình thấy là cái hàm trên không còn cái răng nữa hết. Thì bây giờ cái cũng được, đó là cái xương của mình nó còn tương đối là tốt, răng nó còn tương đối tốt, mình cấy implant được. Thì cấy implant xong thì mình sẽ có một cái hàm răng dính nó luôn, không cần phải tháo vô nữa, nó hàm dính chắc lên đó. Và thứ hai là bây giờ là có thể là ứng dụng cái quy trình kỹ thuật số, mình sẽ scan, rồi sau khi cấy implant xong là sẽ quét lại cái vị trí implant, mình sẽ làm cho anh một cái hàm răng nó mới hoàn toàn luôn, dính trên implant. Nhưng mà có rất là nhanh, trong vòng khoảng 5 ngày đến 1 tuần là coi như là mình xong hết. Trước đây là phải đợi implant, rồi mấy tháng sau mới gắn răng. Thì bây giờ cái quy trình nó gọi là cái phục hình tức thì sau cùng đó, tức là sẽ có răng rất là nhanh trong vòng khoảng tối đa là 1 tuần thôi. Thì như vậy anh sẽ nó sẽ thuận tiện hơn, hồi lâu rất là nhiều. Nhưng mà cái cấy mà em lăng á, là ai cũng làm được, tuổi nào cũng làm được. Thì cái cấy em lăng thì đúng là cái tuổi nào mình cũng làm được ha, tức là nhưng mà đừng có quá nhỏ, để lớn hơn 18 tuổi. Với thứ hai là tùy cái tình trạng, cái toàn thân. Thì thông thường mà giống răng của anh á, hồi trước á, thì cấy em lăng trước, sau đó mình phải đợi thời gian cho em lăng nó lành, mình phải gắn răng lên trên. Theo tình huống của anh á, là mình em lăng xong rồi mình có thể làm luôn cái răng sau cùng. Thì mình gọi là cái phục hình mà tức thì sau cùng, trong vòng khoảng 5 ngày đến 1 tuần thôi. Thì đương nhiên không phải ai cũng làm được. Đầu tiên là cái của anh nó thuận lợi, tức nó còn đủ xương, đủ nướu. Nằm cái implant vô thì implant nó rất là cứng. Với thứ hai là mình phải áp dụng cái quy trình kỹ thuật số. Đó, thì mình trước anh thấy là mình scan hết cái răng, cái nướu của anh. Rồi xong mình scan cái vị trí implant. Rồi sau đó mình dùng cái kỹ thuật số đó, mình làm ra một cái hàm răng. Thì như vậy nó mới có thể làm được cái cách này. Tôi lớn tuổi nhưng mà đang đeo tháo lắp khoảng mấy năm nay, mình ra thấy ăn uống nó bất tiện, nó hay bị rớt và ăn không cảm giác ngon. Nên quyết định cấy
để cho mà nó chắc chắn, ăn cho ngon. Nói chung là cũng nghe giới thiệu có bác sĩ Lâm giỏi và làm tận tình. Trong quá trình làm thì nói chung là rất nhẹ nhàng, không đau và cũng không cảm giác đau gì hết. Phòng khám nha khoa Elite hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Dạ, một tràng pháo tay cho clip ghi nhận vừa rồi ạ. Thưa bà con, có một cái sự nhầm lẫn nhỏ nhỏ về kỹ thuật, cho nên chúng ta vẫn chưa theo dõi được cái phương pháp là lấy dấu kỹ thuật số, mà chúng ta lại theo dõi cả một cái quy trình là kỹ thuật số. Như vậy thì bây giờ cái quy trình kỹ thuật số này nó sẽ được làm ứng dụng trong cái trồng răng im lặng như thế nào, thì chúng tôi xin được mời bác sĩ Trần Hùng Lâm có thể vui lòng tư vấn ạ. Thì chúng ta thấy là cái trong nay nôm na là nghe số hóa đó, ngày nay tất cả đều số hóa hết, chúng ta dùng cái máy điện thoại, máy chụp ảnh, tất cả đều quy về số. Thì cái số hóa nó quan trọng đến mức mà chúng ta thấy là nó mặc nhiên rồi, nó giống như là không khí với nước vậy. Khi nào thì cái nào không có nước với không không khí chúng ta mới nhận ra, thì quy trình số hóa ngày nay cũng như vậy, và nó đã ứng dụng luôn trong cái nha khoa và đặc biệt là trong cái công nghệ cấy ghép im lăng nha khoa. Thì ứng dụng cái quy trình số là cả một quy trình. Thì lúc nãy bác sĩ Bảo Phúc có giới thiệu đó, chúng ta thấy lúc mới vào thì các cô chú sẽ được chụp cái côn bim CT hay một cái hình ảnh 3D, hình ảnh số hóa để bác sĩ có thể là lên kế hoạch cẩn thận, coi cấy im lên chỗ nào, cái xương hàm như thế nào, thì nó rất là chính xác. Sau đó thì từ quy trình số đó thì bác sĩ có thể là làm ra những cái máng hướng dẫn mà cấy im lên. Trước đây không có cái này thì bác sĩ vẫn làm được, nhưng bác sĩ sẽ làm phỏng chừng, thì đôi khi nó không có chính xác. Thì nhờ vào số hóa thì như vậy mình lên plan chính xác, lên kế hoạch chính xác và cấy đúng cái vị trí mà cái răng phải đặt. Rồi thứ ba, trước đây là khi mình làm ra những cái răng sứ trên implant, những cái răng mà cô chú thấy đó, thì trước đây mình làm bằng tay, mình làm sáp rồi mình đúc, rồi sau đó mình đắp sứ bằng tay lên. Thì quy trình số có nghĩa là mình sẽ không làm bằng, hầu như là không có tham gia bằng tay nữa, mà sẽ làm bằng máy, sẽ thiết kế bằng máy tính, rồi mình sẽ làm ra những cái răng sứ bằng máy tính. Thì như vậy thì cái công nghệ đó sẽ làm cho rất là chính xác, và đôi khi là mình có thể làm nó rất là nhanh, và có thể là chế tác cái răng sứ trước khi mình cấy implant luôn. Thì đó là cái quy trình số nói chung. Và lát nữa có thể chúng ta sẽ được nghe về cái cách mà lấy dấu, nó là một cái phần, một cái mảnh ghép mà rất là quan trọng trong cái quy trình số mà như là chị Ngọc Hoa để giới thiệu. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Hùng Lâm đã có những cái thông tin hết sức là quý báu. Có một điều mà chúng tôi cũng ghi nhận là trong thực tế không phải là trung tâm nha khoa nào cũng có được những cái công nghệ quý giá như thế này. Như vậy thì chúng tôi xin được nghe ý kiến từ bác sĩ Bảo Phúc, phải chăng là nhận định của Ngọc Hoa là đúng ạ? Và như thế thì bác sĩ sẽ có những cái lời tư vấn như thế nào để quý khách hàng khi muốn đi làm răng được sử dụng những cái công nghệ này một cách nhẹ nhàng hơn? Dạ, thì đối với khi mà chúng ta lựa chọn một cái nha khoa mà uy tín đó, thì đối với cái ghép implant thì cái điều đầu tiên chúng ta cần nên xem xét là cái phòng khám nha khoa đó có cái máy chụp phim con bim CT hay không. Bởi vì là có cái máy đó, là nói về chi phí đó, thì tương đối là cái máy đó là cái giá trị lớn nhất. Thì như vậy là nếu một số cái phòng khám không có cái máy đó thì chúng ta phải đi, các bệnh nhân khi mà tới khám đó, phải đi ra ngoài để chụp phim, rồi sau đó phải quay lại cái phòng khám, thì như vậy là chúng ta sẽ mất đi thời gian đi lại rất là nhiều lần. Và đó là đồng thời cái phim nó không được coi trực tiếp đó, thì nó cũng dễ, nó bác sĩ cũng khó mà kiểm soát hơn về cái việc đánh giá cái phim. Rồi cái điều thứ hai đó là các cô chú anh chị có thể để ý là cái phòng khám có cái khu dùng để dành cho phẫu thuật riêng hay không. Bởi vì đối với phẫu thuật cấy ghép implant đó, thì đó là một cái phẫu thuật yêu cầu cái sự vô khuẩn rất là cao. Thì nếu như chúng ta thấy là những cái ghế cấy ghép implant mà lại được chung với những cái ghế điều trị khác đó, thì nó rất là dễ bị nhiễm khuẩn. Bởi vì chúng ta biết rằng điều trị nha khoa là một cái điều trị mà có cái giọt bắn rất là nhiều. Đó, thì thí dụ chúng ta cấy ghép implant bên này, còn ghế bên này thì đang cạo vôi một cái bệnh nhân khác đó, thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn nó cũng tăng lên rất là cao. Bởi vì cái giọt bắn từ bên cạo vôi nó có thể ảnh hưởng qua bên cái cấy ghép implant. Rồi cái điều thứ ba nữa đó là chúng ta có thể là xem xét thêm về cái vùng khu vô trùng, cái khu vô trùng làm sạch dụng cụ của cái phòng khám nha khoa đó có đạt chuẩn hay không. Vì tuy nhiên cái điều cuối cùng mà chúng ta nên lưu tâm nhất đó chính là cái người bác sĩ thực hiện cái phẫu thuật cấy ghép implant đó. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng nhiều khi có thể chúng ta nói nôm na, ví dụ như chúng ta lái một chiếc mới học lái xe, nhưng mà chúng ta đã lên lái một cái chiếc siêu xe rồi đó, thì rất là dễ đâm xe vô trong tường, đâm rớt xe xuống đường đó. Bởi vì là không có kiểm soát được, mặc dù mình nắm trong tay rất là nhiều công nghệ hiện đại tiên tiến,
nhưng mà cái người bác sĩ không có đủ khả năng đó, thì như vậy là cũng không có thể nào phát huy được hết tối đa những cái công dụng của những cái trang thiết bị hiện đại đó. Cho nên đó là những cái điều mà các cô chú anh chị nên lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn một cái phòng khám để thực hiện cái ghép nha khoa. Dạ. Bác sĩ Bảo Phúc nói thì làm cho Ngọc Khoa cũng có cái suy nghĩ làm sao một khách hàng có thể biết được cái ghế nào là cái ghế của cái ghế bị lên. Dạ. Tức là nói là về cái vùng khu phẫu thuật đó, chị Ngọc Khoa. Dạ. Tức là chúng ta thấy là nếu cái khu đó được nằm ở một cái nơi tách biệt, không có chung với những cái ghế nha khoa khác. Đúng rồi. Dạ đó, tức là không phải là hai ba cái ghế nằm liền kề với nhau mà không có một cái vách ngăn gì hết đó. Thì như vậy là nó rất là dễ bị nhiễm khuẩn. Dạ. Còn nếu chúng ta thấy là cái ghế đó được nằm riêng trong một cái phòng được ngăn cách, rồi thậm chí là có cửa tự động đó, thí dụ các cô chú anh chị có thể yêu cầu được dắt đi xem cái khu phẫu thuật như thế nào đó, để từ đó chúng ta tham khảo thêm. Chúng ta thấy là ở chỗ này là cửa tự động nè, rồi tường là trơn láng được sơn bóng đúng theo quy chuẩn đó, thì mình thấy là cái khu này là mình cũng tương đối là mình an tâm. Có chắc là bác sĩ Vô Phúc cũng ngại thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta theo dõi cái clip vừa rồi không ạ, thì chúng ta sẽ thấy được cả một cái phòng khám của trung tâm nha khoa Elite là vừa vô trùng vừa hiện đại như thế nào. Một tràng pháo tay cho những thông tin mà bác sĩ Bảo Phúc vừa chia sẻ. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để khuyến khán giả tại phim trường nêu câu hỏi. Alo. Xin mời câu hỏi của chị. Mi đã được mở rồi hả chị? Thưa bác sĩ, cho hỏi là mình khi mình trồng găng á, có cái biến chứng nào mà nó dễ xảy ra không? Mà khi mà biến chứng nó xảy ra rồi mình làm sao để mình khắc phục cái biến chứng đó? Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị. Với câu hỏi này thì chúng tôi xin được mời tiến sĩ Trần Hùng Lâm vui lòng tư vấn. Rất là cảm ơn câu hỏi của chị. Tức là khi mà những cô chú và anh chị mình đi làm cái implant á, và làm một cái tiểu phẫu, một cái phẫu thuật đó, thì mình rất là sợ biến chứng. Thì trong y khoa thì nó có một cái tỷ lệ, mặc dù là nó không có cao, thì đương nhiên có một số biến chứng, một số giai đoạn nó có thể xảy ra. Đầu tiên là cái ghép implant đó là một cái tiểu phẫu, cho nên là có thể có những biến chứng liên quan đến cái tình trạng sức khỏe toàn thân đó, chẳng hạn mình bị những cái bệnh mà như là huyết áp, tiểu đường mình không có kiểm soát. Thì như vậy để mà hạn chế đó, thì trước khi làm implant thì lúc nào thường bác sĩ cũng sẽ khám, sẽ hỏi bệnh và thường sẽ yêu cầu cô chú làm một cái xét nghiệm máu để mình đi trước để có thể tầm soát, để có thể xem những cái bất thường trong đó để mình hạn chế tối đa những cái biến chứng xảy ra. Hoặc là có những vấn đề ví dụ như là về đường huyết và tim mạch thì phải xử trí trước khi mà cái implant. Đó là cái biến chứng đầu tiên mà xảy ra liên quan đến cái tình trạng sức khỏe chung của mình. Thứ hai là bắt đầu mình cấy implant. Thì biến chứng mà rất là thường gặp đó là cấy implant nó bị sai cái vị trí. Chẳng hạn nôm na là mình hình dung là mình xây như cái nhà chỗ này, mình cấy cái móng chỗ khác. Đó, thì như vậy để hạn chế biến chứng đó thì bác sĩ sẽ dùng cái công nghệ về số hóa, chẳng hạn về chụp con beam CT, rồi phải làm những cái máng hướng dẫn mà nếu cần, để mà khi cấy implant nó sẽ không có sai cái vị trí. Thì bởi vì khi sai vị trí mình làm cái răng lên trên implant nó rất là khó đẹp, tại vì cái implant ở một nơi mà cái răng ở một nơi, đó là cái biến chứng tiếp theo. Rồi thứ ba, sau khi mà cấy implant xong rồi đó, mình phải làm cái nhà bên trên, tức là những cái răng sứ. Thì những cái răng sứ đó mà muốn mà lâu dài đó thì nó phải khít sát, nó phải đẹp, rồi mình phải giữ vệ sinh được. Thì như vậy ngày nay đó thì cái implant cấy đúng rồi thì những cái công nghệ mà ứng dụng làm cái răng sứ nó cũng phải rất là chính xác. Nó phải khít sát nè, không bị hở nè, nó khít sát với cái nướu răng của mình, khít sát năm bên cạnh. Rồi sau đó cô chú mình sử dụng mình có thể giữ vệ sinh nó rất là dễ dàng. Đó, thì đó là những cái mà mình có thể là hay gặp, chẳng hạn về toàn thân, về cái implant, về làm răng sứ. Thì với những cái quy trình số ngày nay đó, hay là cũng như là với cái việc mà kiểm soát cái sức khỏe toàn thân kỹ, thì chúng ta sẽ hạn chế hầu như lĩnh tối đa những biến chứng có thể xảy ra. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm. Chúng tôi xin tiếp tục mời quý khán giả tại phim trường nêu câu hỏi. Dạ, xin được nghe câu hỏi của chị. Thưa bác sĩ, trồng răng mà bị chảy máu á, thì thường hay bị những cái bệnh mà mình không có mong muốn á. Vậy thì làm bác sĩ có thể tư vấn giùm làm sao có thể chọn được cơ sở điều trị an toàn nhất ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Xin được cảm ơn câu hỏi của chị. Với câu hỏi này thì có lẽ chúng tôi sẽ quay trở lại mời bác sĩ Bảo Phúc vui lòng tư vấn. Xin cảm ơn câu hỏi của cô. Thì như lúc nãy bác sĩ Phúc có đề cập đó, thì khi mà chúng cái câu hỏi của cô đó, tức là khi mà dễ bị chảy máu thì cái khả năng lây nhiễm nó rất là cao, thì câu hỏi được đặt ra nó rất là đúng. Thì như vậy là quay lại câu trả lời của bác sĩ Phúc lúc nãy là khi mà chúng ta lựa chọn cái phòng răng để chúng ta điều trị cái ghép implant thì trước hết là cái phòng đó nên có một cái khu phẫu thuật riêng biệt.
để hạn chế nhiễm khuẩn chéo từ những bệnh nhân khác. Bởi vì không phải riêng là bệnh nhân trồng răng im lên chảy máu, mà một số cái điều trị khác như nhổ răng hay cạo vôi, thậm chí cạo vôi với những cái nướu viêm nhiều cũng có thể bị chảy máu. Thì như vậy những cái giọt bắn đó có thể gây ảnh hưởng là làm cho nó dễ bị lây nhiễm. Rồi một cái điều thứ hai đó, thì những cái phòng khám đó phải có được cái trang thiết bị về vệ sinh vô khuẩn tốt. Thì tuy nhiên là cái điều này thì có thể là các bệnh nhân cũng sẽ hơi khó mà đoán định được là cái phòng nó như thế nào. Thì đó, thì cái này thì cũng là cũng hơi khó. Và cái thứ ba nữa đó, thì ngày nay có thêm một số cái công nghệ hiện đại, ví dụ như là điều trị bằng laser. Tức là sau khi mà chúng ta được phẫu thuật xong rồi thì sẽ có cái máy laser chiếu để lành thương, thì nó sẽ giúp cho cái vết thương nó lành được nhanh hơn. Đó, thì như vậy là nó cũng giúp cho cái vùng phẫu thuật của chúng ta lành được tốt hơn, và chúng ta sẽ ít mà chịu những cái khó chịu sau khi phẫu thuật so với là cái phương pháp là truyền thống, chúng ta không có ứng dụng những cái công nghệ hiện đại. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Bảo Phúc. Chúng tôi xin mời khán giả tại phim trường nêu câu hỏi ạ. Dạ, nghe câu hỏi của chị ạ. Bác sĩ cho hỏi, đối với bệnh nhân đái tháo đường á, mình có thể cái ghép răng này được hay không và bằng cách nào hả bác sĩ? Dạ, xin cho biết. Cảm ơn câu hỏi của chị. Đây là câu hỏi mà khi Ngọc Khoa đi thực tế thì rất là nhiều bà con cũng đặt ra vấn đề này. Đó cũng là cái lý do mà nhiều bà con còn ngại đi cái ghép im lăng, thưa bác sĩ Trần Hùng Lâm. Như vậy thì ở đây chúng tôi xin nhờ bác sĩ có thể vui lòng cho biết với cái ghép im lăng này thì liệu những cái người bị đái tháo đường có thể thực hiện được hay không? Thì rất là cảm ơn câu hỏi của chị. Thì chúng ta thấy nó cũng rất là hay gặp. Chẳng hạn như là những cái cô chú mà thường mình là có tuổi đó thì ở đó mình hay bị mất răng. Mà khi càng lớn tuổi đó, thì mình lại hay bị những cái bệnh mà toàn thân, ví dụ như đái tháo đường hay bị tim mạch, huyết áp. Thì thật ra thì cái bệnh tháo đường nó không phải là một cái chống chỉ định của cái việc làm im lăng. Tuy nhiên với điều kiện đó là cái bệnh nó phải được kiểm soát. Cho nên là những cô chú nào mà làm im lăng lúc nào thì bác sĩ cũng phải cho chỉ định trước. Làm xét nghiệm máu. Thứ nhất là coi thử cái đường huyết của mình nó nằm trong cái ngưỡng bình thường hay không. Và nếu nó nằm cái ngưỡng hơi bị cao hay là cái ngưỡng mà có thể gây ra những nguy cơ, chẳng hạn như là chậm lành thương, thì cái đó bác sĩ có thể sẽ phối hợp với lại bác sĩ về đường huyết, về nội tiết để mà kiểm soát cái đường huyết đó cho nó xuống cái mức bình thường. Thì như vậy sau đó là vẫn có thể là cái implant vẫn thành công như bình thường. Cho nên tóm lại thì cái bệnh đái tháo đường không phải là một cái chống chỉ định, nhưng mà với điều kiện phải được kiểm soát, phải được tầm soát trước, thì cái việc cái implant nó vẫn đảm bảo kết quả. Xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Trần Hùng Lâm. Xin tiếp tục mời khán giả tại phim trường nêu câu hỏi của mình. Dân xin được nghe câu hỏi của chị. Dạ. Thưa bác sĩ, mà làm thế nào để mình có đủ cái can đảm để mà mình đi thực hiện cái trồng răng theo cái im lăng nha? Dạ, xin được cảm ơn con. Một tràng pháo tay cho câu hỏi của chị. Chị đã dám mạnh dạn hỏi câu hỏi này, bởi vì rõ ràng là rất là nhiều người muốn đẹp nhưng mà người ta không có cái can đảm đó. Như vậy thì để có cái can đảm đó thì có lẽ chúng tôi phải nhờ ý kiến của cả hai diễn giả. Thì xin được nghe ý kiến đầu tiên của tiến sĩ Trần Hùng Lâm. Thì cái câu hỏi chị nó rất là thực tế, gọi vô rất là thực tế. Thì khi mình muốn làm cái gì đó mình rất là ngại, mình ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Thì thật ra những cái ngại mà khi mà làm nhiều đó, thì bác sĩ Lâm thấy là những cô chú mình đi làm im lăng á, thì một số cái ngại đầu tiên đó là ngại về biến chứng. Mình sợ là mình làm nó không có thành công, hay là nó hư rồi nó trúng mình làm tiền mất tật mang. Cho nên là cái biến chứng đó thì mình có thể phòng ngừa, bác sĩ có thể phòng ngừa là bằng cách những cái gì hồi nãy giờ bác sĩ kể, tức là về và chẩn đoán rất là kỹ, ứng dụng những công nghệ hiện đại, rồi tầm soát cho những bệnh toàn thân, cũng như là ứng dụng cái quy trình số trong cái thực hiện đó, là mình sẽ giảm, tức là hầu như là biến chứng nó sẽ rất là thấp. Rồi thứ hai đó là mình sợ đau. Mình đi cấy im lăng, mình nghe tiểu phẫu, nghe mổ, nghe cấy vào trong xương hàm, mình thấy sợ, mình rất là sợ đau. Nhưng thật ra thì những cái cấy im lăng nó còn nhẹ nhàng hơn là những cái nhổ răng. Hay chẳng hạn nhổ cái răng khôn nó rất là, đôi khi rất là khó chịu. Cái im lăng thì ngày nay nó rất là nhẹ nhàng. Và những cái việc mà những cái công nghệ mà làm giảm đau, ví dụ như là thuốc tê, có thể là tiền mê, hay là những cái mà giúp hầu phẫu với sau, rất là phát triển. Cho nên có nhiều cô chú có thể trồng răng hai hàm, nhưng mà sau đó thì rất là nhẹ nhàng và thoải mái, tức là cái đau nó cũng không phải là một cái vấn đề. Rồi thứ ba là hầu như ai cũng sợ, đó là sợ tốn tiền, sợ tốn chi phí. Thực tế thì đúng là cái điều trị implant so với những điều trị khác nó chi phí sẽ cao hơn. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn vào thì đó là một cái đầu tư đường dài. Chẳng hạn như chúng ta đầu tư implant bây giờ có thể là cái chi phí nó cao, nhưng mà so với cái việc mà làm cái hàm tháo lắp hoặc là mài một cái răng, mình không có, tức là sau này phải làm lại, là chi phí nó lại phải tốn lại từ đầu, thì cái chi phí điều trị implant thì nó có thể là cao, nhưng mà đó là cái điều trị nó sẽ xứng đáng với lại cái giá trị mà đầu tư.
Dạ. Đó là một số cái để có thể trả lời. Trả lời. Dạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Trần Hùng Lâm. Còn không biết là bác sĩ Võ Phúc sẽ nói với khách hàng của mình như thế nào để giúp cho khách hàng có can đảm ạ? À? Dạ. Thì thực ra chúng ta sẽ thấy rằng là điều trị implant, chúng ta nghĩ rằng, chúng ta nên nghĩ rằng đó là một điều trị thiết yếu, cần thiết. Ví dụ như bây giờ có thể các cô chú bị chẩn đoán bị một cái bệnh gì đó liên quan toàn thân đi, ví dụ bệnh tim đi, mà bác sĩ nói mổ tim chẳng lẽ vì sợ đau quá mình không dám mổ. Thì như vậy là mình nhìn lại rằng đối với implant chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta trong miệng có 32 cái răng, thì bây giờ mất 1-2 cái thì còn 30 cái kia nó cũng hoạt động được, có gì đâu, đúng không ạ? Nhưng mà sau một thời gian đó thì những cái chỗ mất răng đó, những cái răng kháng bắt đầu nó sẽ bị ngã vào vòng cái vùng trống đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái khớp cắn của chúng ta. Chúng ta sẽ ăn nhai không có ngon. Rồi nếu chúng ta không điều trị cái đó thì những cái răng đó lại tiếp tục là lại phải nhổ đi, rồi nó lại trống, cái khoảng trống nó càng ngày càng rộng ra. Hoặc là một số cô chú anh chị là bị viêm nha chu thì phải nhổ hết tất cả các răng đeo hàm tháo lắp chẳng hạn. Thì như vậy nó tới câu chuyện là thứ nhất là cái khớp cắn chúng ta bị ảnh hưởng, nó sẽ đau khó chịu rất là dai dẳng. Thứ hai á, là chúng ta ăn nhai ăn nó không có được ngon. Đó thì bác sĩ Phúc gặp nhiều cái tình trạng bệnh nhân á, là các cô chú vô nói ăn đồ ăn nhìn rất là hấp dẫn nhưng mà nuốt vô như nuốt rơm nuốt cỏ vậy đó, là bởi vì là không có nghiền nát được cái thức ăn, bởi vì bị thiếu răng. Rồi sau đó, sau khi mà đã được trồng răng implant, nó được phục hồi lại những cái răng mất, hoặc là thậm chí phục hồi lại toàn bộ cái hàm răng đã mất đó, thì cô chú nói là ăn nhai rất rất là ngon lành. Thì đó chính là cái mình cảm thấy cái giá trị của việc điều trị implant, đặc biệt là implant toàn hàm đó, là các bệnh nhân mà quay lại tái khám đó, là đa phần là đều tăng cân hết, là bởi vì ăn uống rất là ngon. Thì khi đó là các cô chú mới thấy à, cái này, cái điều trị này rất là thiết thực, nó rất là thiết yếu, mà nó ảnh hưởng rất là lâu dài. Và đồng thời đó là với cái hàm răng được phục hồi lại đó, thì chúng ta cũng tự tin hơn trong cuộc sống nữa. Thì chúng ta nên nghĩ rằng đó là một cái điều trị thiết yếu, chứ không phải là điều trị về mặt thẩm mỹ để cho đẹp hơn hay gì hết, mà nó còn ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chúng ta nữa. Dạ. Dạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Bảo Phúc. Nãy giờ Ngọc Khoa cứ mong là hai bác sĩ sẽ nói nếu mà trồng răng xong mình trẻ lên 20 tuổi lập tức là mọi người sẽ can đảm ngay. Nhưng mà các bác sĩ rất là chân thành, rất là nói một cách rất là đơn giản để cho không câu khách, đúng không ạ? Mình nói thật để cho quý bà con có thể biết được cái giá trị thật của nó, đó là chính là sức khỏe. Sức khỏe mới là quan trọng nhất, và kế bên đó mới là sắc đẹp. Sức khỏe phải đi liền với sắc đẹp. Dân, xin được cảm ơn hai bác sĩ đã đưa ra những cái lời khuyến cáo, và chúng tôi cũng tin chắc rằng là quý khán giả, những ai có không ai bị mất răng thì cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về những cái giải pháp này rồi. Và bây giờ là chúng ta chỉ thêm một chút nữa những cái kinh nghiệm, để từ đó chúng ta sẽ có thêm một cái can đảm để bước đến với các cái trung tâm nha khoa. Và đặc biệt như các bác sĩ có nói thì cũng cần phải tìm đến những cái trung tâm nha khoa nào có uy tín để mà giúp cho quý vị là có thể là không chỉ là có cái răng đẹp, bảo vệ được sức khỏe, mà còn phải an toàn trong quá trình làm nữa. Ngay bây giờ thì có lẽ chúng tôi sẽ dành thời gian để trả lời các câu hỏi mà quý khán giả vừa gọi tới. Một câu hỏi của khán giả Nguyễn Vân Anh ở thành phố Bến Tre, điện thoại cuối là 1738. Thì chị Vân Anh chắc là đã nghe phần trả lời từ bác sĩ Trần Hùng Lâm rồi. Chị nói là đối với người có bệnh tiểu đường thì nếu mà mất vài cái răng thì có thể dùng cái giải pháp mà trồng răng implant được hay không. Thì chắc là chúng tôi hy vọng là khán giả Nguyễn Vân Anh đang có mặt trước màn nhỏ đài truyền hình và cũng đã theo dõi rất kỹ phần trả lời của tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm. Tiếp theo thì chúng tôi xin được mời bác sĩ Trần Hùng Lâm trả lời câu hỏi cho khán giả Đỗ Thành Thới ở Long Hồ, điện thoại cuối là 5583. Anh Thới nói như thế này: năm nay tôi 76 tuổi, tôi không uống nước lạnh, nhưng gần đây hai răng cửa hàm trên và hàm dưới của tôi bị ê khi tôi ăn uống, kể cả là ăn đồ nguội. Xin bác sĩ có thể vui lòng cho biết với tình trạng này là tôi bệnh gì và có nên đi trồng răng hay không, còn nếu không thì cách điều trị như thế nào? Thì câu hỏi của anh Thới là bây giờ anh đang bị ê cái những cái răng cửa hàm trên và răng hàm dưới. Thì tất nhiên thì để mà có một cái chẩn đoán chính xác đó là thường mà cần phải khám và chụp phim. Tuy nhiên là thông qua những cái triệu chứng mà anh kể đó thì có thể là có hai cái bệnh lý mà rất là thường gặp trong nha khoa hay trong răng mặt. Thứ nhất là sâu răng. Thì có thể là cái răng của anh mình phải coi kỹ là trên miệng nó có những cái lỗ sâu này không, nó có lớn hay nhỏ. Khi có một cái lỗ sâu mà nó càng gần vào trong tủy răng đó thì cái đó nhiều khi mình không ăn uống thì nó vẫn bị ê. Thì đó là cái bệnh lý đầu tiên là sâu răng. Cái một cái bệnh lý mà rất là thường gặp mà trên tất cả mọi người. Cái bệnh lý thứ hai mà có thể gặp mà làm cho cái răng của anh nó bị ê hàm trên hàm dưới á, đó là bệnh lý nha chu. Tức là lúc nãy là sau răng là nó làm hư cái mô răng, giờ nha chu là nó làm hư những cái mô mà nâng đỡ răng, là ví dụ như là xương, là nướu, là dây chằng. Cho nên là khi mà mình bị nha chu đó, mình bị viêm nướu
xong nó dẫn đến viêm nha chu. Thì những cái mô mà nâng đỡ cho cái răng nó chắc á, nó bị hư hại, thì cái răng nó thường thấy nó sẽ lỏng ra, nó lung lay, và nó có thể là bị đau, bị ê buốt. Đó, thì đó là hai cái bệnh lý rất hay gặp. Tất nhiên thì để mà giải quyết triệt để thì anh cũng phải nên khám và chụp phim. Thì cái đó bác sĩ xem thử là cái răng này có thể là điều trị thế nào, phải biết cái nguyên nhân chính xác, khi đó mới có thể là điều trị bệnh cho nó hết. Dạ, một tràng pháo tay thay lời cảm ơn bác sĩ Trần Hùng Lâm đã tư vấn cho khán giả. Tiếp theo cũng là một khán giả ở tuổi 70, chị Nguyễn Thị Bảy ở Sông Bé, Đồng Nai, điện thoại cuối là 8883. Chị cho biết chị bị mất răng lâu năm, đang dùng là hàm tháo lắp. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là đang bị tiêu xương. Xin hỏi trường hợp tiêu xương của tôi và cái sử dụng hàm tháo lắp này thì có thể bỏ cái hàm tháo lắp để làm lại răng bằng im lăng được hay không, và có đau nhiều hay không? Xin mời bác sĩ Bảo Phúc vừa làm tư vấn. Cảm ơn câu hỏi của cô Bảy. Thì với cái trường hợp của cô đó, thì ngày nay với những cái công nghệ hiện đại đó, thì gần như là không có trường hợp tiêu xương nào mà chúng ta không thể thực hiện được cái ghép implant. Thì tuy nhiên chúng ta cần nên hiểu rằng đó, là nếu chúng ta đeo hàm tháo lắp càng lâu đó, thì cái xương của chúng ta nó tiêu càng nhanh, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu chúng ta chậm trễ, không có những cái điều trị phù hợp, thích hợp đó, thì càng ngày cái điều trị đối với bản thân của bệnh nhân đó sẽ ngày càng phức tạp. Ví dụ như ban đầu xương còn đầy đủ thì chúng ta đủ cái khoảng để chúng ta cấy ghép cái trụ implant, thì rất là đơn giản là chỉ có cấy implant thôi. Tuy nhiên là nếu cái xương bắt đầu tiêu đó, thì chúng ta lại phải bắt đầu là chúng ta phải ghép xương rồi chúng ta mới cấy được cái implant, nhưng mà có thể là làm đồng thời cùng một lúc. Rồi nếu chúng ta lại tiếp tục để lâu thì cái xương lại tiêu đi nhiều hơn, thì nhiều khi lại phải ghép xương rồi phải chờ một thời gian rồi sau đó mới cấy được cái trụ implant. Đó, thì đó là những cái tình huống mà chúng ta có thể gặp khi mà chúng ta để cái hàm bị tiêu xương quá nhiều. Đó, thì tuy nhiên là với những cái công nghệ hiện đại ngày nay thì cấy ghép implant đều gần như là có thể thực hiện được, trừ ra một số cái trường hợp rất là đặc biệt giống như những cái bệnh lý về vùng hàm mặt mà phải cắt đoạn xương hàm á, thì chúng ta sẽ phải thực hiện những cái biện pháp khác so với cái phương án là implant truyền thống. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Bảo Phúc. Chúng ta cứ nghĩ là mất răng là ở cái tuổi trung niên rồi già già, nhưng mà ở đây là một câu hỏi của một khán giả mới 30 tuổi thôi, và đi thực tế thì những cái khách hàng mà ở cái tuổi này bị mất răng cũng không phải là ít. Và chị Nguyễn Ngọc Trà My ở Biên Hòa, Đồng Nai, điện thoại cuối là 7308 hỏi như thế này: năm nay em mới 30 tuổi, lúc trước em bị mất răng nên đã mài răng để bắt cầu răng sứ. Nhưng hiện nay thì răng sứ của em có hiện tượng là bị đau khi ăn, kể cả khi ăn đồ mềm. Xin bác sĩ cho biết có thể dùng phương pháp cái ghép implant để làm lại những cái răng sứ này hay không? Cảm ơn câu hỏi của bạn Trà My. Thì thực tế thì cái tình trạng của bạn đó là cũng là chúng tôi gặp rất là nhiều. Tức là những cô chú và anh chị trước đây mất một ít răng, sau đó mình làm những cái ổ răng sứ mài những răng xung quanh, rồi cái thời gian sau thì những răng xung quanh nó bị hư, cái mình phải nhổ nó rộng ra, thì giống cái từ từ nó sẽ bị mất rất là nhiều răng, có thể dẫn đến mất răng toàn bộ trong một số cái trường hợp. Cho nên ngày nay thì khi mà mất một răng hay mất nhiều răng đó, thì cái cách tốt nhất vẫn là cái công nghệ implant. Tức là chúng ta sẽ cấy những cái chân răng vào trong xương hàm, và mình sẽ phục hồi lại những cái răng bị mất mà không ảnh hưởng đến những cái răng còn nguyên của mình. Tuy nhiên đối với bạn đó thì những cái răng mình đã mài rồi thì theo mô tả đó thì những cái răng này đã bị đau khi mà ăn đồ mềm. Thì như vậy là có thể là những cái răng trụ này đã có vấn đề. Thì cho nên để điều trị thì chắc chắn là cần phải chụp phim. Và cái này là một cái chỉ định, một cái tình huống rất là phù hợp để làm cái implant. Là khi đó bác sĩ sẽ đánh giá là những cái răng trụ mình có thể giữ được hay không. Nếu không giữ được, khi đó bác sĩ sẽ thay thế bằng những cái implant, tức là những cái chân răng mới. Sau đó thì bạn sẽ có làm một cái cầu răng mà nó dính trên cái implant. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Trần Hùng Lâm. Chúng tôi xin được mời bác sĩ Bảo Phúc trả lời câu hỏi cho khán giả Quỳnh Lan ở Mỹ Tho, Tiền Giang, điện thoại cuối là 1595. Bạn Quỳnh Lan hỏi như thế này: với công nghệ hiện giờ thì tôi có thể làm im lăng toàn hàm khi chỉ còn một vài răng ở hàm trên hay không? Và thời gian làm có lâu không? Sinh hoạt ăn uống lúc làm răng có thuận lợi hay không? Xin được nghe ý kiến từ bác sĩ Bảo Phúc. Cảm ơn câu hỏi của chị Lan. Thì với cái câu hỏi của chị đó, thì ngày nay với những cái công nghệ hiện đại đó, thì chúng ta có thể làm implant toàn hàm, thậm chí có thể là mất hết tất cả các răng mình vẫn có thể làm được rất là dễ dàng. Thì cái thời gian làm đó thì sẽ không có lâu, mà sẽ đa phần
khu trú vào khoảng 3-4 ngày. Tức là lần ngày đầu tiên bác sĩ cần phải thăm khám và chụp phim con beam CT rồi lên cái kế hoạch điều trị cho chị. Rồi sau đó ngày thứ hai đó thì chúng ta sẽ cần một cái ngày để chúng ta tiến hành là phẫu thuật cái ghép implant. Và sau đó là sau 24-48 tiếng đó thì nếu mà mọi thứ đều thuận lợi đó thì bác sĩ có thể gắn được cái hàm răng tạm cho chị để chị sử dụng trong cái thời gian chờ cho cái implant nó lành ở trong xương. Thì như vậy là chúng ta thấy mà cái thời gian mà chị bị trống răng đó thì nó chỉ đâu đó vào khoảng từ 1-2 ngày thôi. Và sau đó là mình có thể dùng cái hàm răng tạm để mình có thể ăn nhai sử dụng trong vòng từ 4-6 tháng tùy vào cái tình trạng xương hàm của chị. Thì sau 4-6 tháng thì bác sĩ sẽ thay bằng một cái hàm răng sau cùng thì nó sẽ cứng chắc và nó vẫn ổn hơn và nó sẽ có cái đẹp về mặt thẩm mỹ nhiều hơn so với cái hàm răng tạm. Thì như vậy là chúng ta thấy là ứng dụng những cái công nghệ hiện đại đó thì chị có thể được thực hiện cái ghép implant và có thể được gắn răng chỉ trong vòng từ 3-4 ngày là mình có thể tự tin sử dụng cái hàm răng đó để ăn nhai và để cải thiện cái cuộc sống của mình. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Bảo Phúc. Một câu hỏi nữa, chúng tôi lại mời bác sĩ Bảo Phúc nhưng mà ở đây thì đọc kỹ thì thấy là hỏi bác sĩ Lâm, cho nên chắc là phải mời bác sĩ Trần Hùng Lâm tư vấn. Bác sĩ Trần Hùng Lâm nghe kỹ nhé. Khán giả Nguyễn Ngọc Linh ở Rạch Giá Kiên Giang, điện thoại cuối là 5724 hỏi như thế này: mẹ tôi 50 tuổi. Mẹ tôi bị mất hai răng ở hàm dưới. Nếu muốn thăm khám trồng răng im lăng ở chỗ bác sĩ Lâm thì phải ở lại bao lâu và có cần chuẩn bị gì trước khi lên trồng răng tại phòng khám của bác Lâm hay không? Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì như bác sĩ Phúc mới nói đó, thì ngày nay thì mình dùng ứng dụng về công nghệ số, kỹ thuật số đó, thì cái thời gian mà khi cấy im lăng đến lúc gắn răng rất là nhanh. Thì có thể trong 3-4 ngày là mình có thể có cái răng tạm, có phục hình tạm, nhai rất là tốt. Và có thể đi xa hơn nữa, tức là sẽ chuẩn bị cái răng trước khi mình cấy im lăng, là có thể trong một ngày có thể có. Hoặc là mình sẽ gom hết, mình sẽ làm trong một lần, tức là trước đây phải đợi 4-6 tháng. Thì trong một số tình huống phù hợp đó, thì mình cấy im lăng xong là mình sẽ có luôn một cái răng sau cùng trong khoảng vài ngày. Thì như vậy cái công nghệ nó rất là tiến bộ. Thì quay lại câu hỏi của bạn đó, thì như vậy thì mẹ của bạn thì hoàn toàn có thể cấy im lăng. Tuy nhiên nếu mà muốn tiết kiệm thời gian đó thì có thể là mình sẽ chuẩn bị những cái hồ sơ về sức khỏe toàn thân, về những kết quả về xét nghiệm máu đã có trước. Thì như vậy khi mà lên khám đó thì bác sĩ có sẵn kết quả, mình không tốn thời gian là mình phải làm lại xét nghiệm máu nữa. Khi đó bác sĩ có thể chụp phim, có thể lên kế hoạch và có thể cấy implant rất là nhanh, có thể trong ngày và trong từ 1-2 ngày là có thể là mình có luôn, hoặc là cái phục hình tạm hoặc là cái phục hình sau cùng trong một số tình huống phù hợp. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm. Kính thưa quý khán giả, nếu như mà chúng tôi nhớ không có lầm thì cái việc mà cái ghép im lăng này nó xuất hiện ở tại Việt Nam khoảng 20 năm về trước. Đúng rồi, khoảng 20 năm về trước. Và thời điểm đó thì chỉ có ở tại các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh mới có được một vài trung tâm cái ghép im lăng mà thôi. Và đúng là trải qua 20 năm thì cái công nghệ này nó ngày càng tiến bộ, và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu được rất là nhiều những cái công nghệ hiện đại hỗ trợ cho việc cái ghép im lăng này trở nên là nhẹ nhàng, ít tốn thời gian, và đặc biệt là giúp cho người khách hàng đi trồng răng cảm thấy dễ chịu. Và chỉ có điều là nó hơi tiếc, cũng giống như cách đây 20 năm, là những cái trung tâm nha khoa mà áp dụng những cái công nghệ hiện đại này thì vẫn còn rất là hiếm hoi. Và ở tại trung tâm nha khoa Elite thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi nhìn thấy cái sự trang bị những cái công nghệ hiện đại này có thể nói rất là chuẩn và rất là hoàn hảo. Và ngay bây giờ trong một địa chỉ xanh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại trung tâm nha khoa Elite thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về một cái công nghệ, đó là công nghệ được gọi tên tiếng Anh là BAC System, và nói một cách nôm na đó là lấy dấu kỹ thuật số. Của cô đó thì giờ trên cái phim này đó thì thấy là mất rất là nhiều cái răng, đặc biệt là cái hàm ở trên. Dạ. Thì cái này là cái phim 2D thôi. Thì ở cái phim 3D đó, đó thì thấy là cái xương của cô nó tiêu cũng rất là nhiều. Dạ. Thì trước đây á, cái phương pháp mà implant thông thường đó thì là thí dụ mình mất một răng á là mình phải trồng một cái implant.
mình mất 2 răng mình phải trồng 2 implant, mình mất 3 răng mình phải trồng 3 implant. Mà thông thường một cái hàm của mình á, cái một cái hàm thôi đó thì nó có từ 12 tới 14 cái răng. Thì như vậy trước đây mà muốn làm 12 tới 14 cái răng á, là phải trồng từ coi như là phải 10 tới 12 cái implant. Đó là cái chi phí nó rất là cao là cái thứ nhất. Đúng. Cái thứ hai là trong miệng nó sẽ rất là nhiều cái implant. Thì bây giờ á, nó có cái phương pháp mới thì người ta gọi nó là all on 6 hoặc là all on 4. Tức là mình chỉ cần là cắm 6 trụ implant thôi là mình có thể phục hồi lại 12 tới 14 cái răng. Thì ví dụ như của hàm trên của cô á, thì con đề xuất là mình sẽ làm all on 6, tức là mình sẽ cấy 6 trụ implant và mình sẽ có thể phục hồi lại được 12 cái răng, là mình có thể ăn nhai được bình thường. Đó thì cái phương pháp này nó sẽ tối ưu hơn là cái phương pháp hồi xưa truyền thống. Giờ tôi muốn làm răng mà tôi sợ đau. Có mổ xẻ gì không? Có đau không? Có im không? Thí dụ như mà hồi xưa mà cô nhổ mấy cái răng á, là cô nhổ một lúc nhiều răng không hay là mỗi lần cô nhổ một cái thôi? Không, bác sĩ nó nhổ hết, nó sơ đi hết một lần một. À, một lần một lần. 4 cây. Vậy là coi như là cũng đã trải qua những cái chuyện nhổ răng đó rồi đúng không? Đó. Thì đối với cái implant á, thì thực ra là nó sẽ, nếu mà nói đúng á, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn là cái nhổ răng. Bởi vì nhổ răng là phần nào đó mình phải đúng nhổ cái răng ra, nó sẽ tạo cái vết thương ra nó lớn hơn. Còn ví dụ mình cấy cái implant á, thì này, ngày nay với những cái phương pháp mà tiến bộ đó, thì tức là mình chỉ cần gọi là mình mở một cái lỗ trong cái xương thôi rồi mình đặt cái trụ vô thôi. Hồi đó lúc mà cô làm cái răng á, là cô có được lấy cái ni răng không? Có lấy cái dấu? Có, lấy mẫu. Dạ. Thì khi mà để cái đó vô là có vẻ cũng là rất khó chịu đúng không cô? Khó chịu đúng rồi. Bây giờ ở Elite á, thì tụi con với những cái lấy dấu đó thì tụi con đã áp dụng kỹ thuật số rồi, tức là cũng không có sử dụng những cái vật liệu đó nữa. Đó mà ví dụ như là ở đây tụi con sẽ dùng một cái hệ thống là mình chỉ cần là gắn những, bác sĩ sẽ cầm cái máy này nè, chiếu vào trong cái miệng của con là coi như là sẽ ghi dấu được vị trí của những cái implant đó. Rồi, tôi thì lớn tuổi rồi phải không? Gân thì yếu mà mất gân và bắt buộc tôi phải làm implant. Dặn cho nó ổn định cho tôi, hiểu không? Lần tôi ăn uống nó ngon miệng. Bác sĩ nói là yên chí đi, tôi làm cho cô là đàng hoàng. Đó. Dạ, một tràng pháo tay cho ghi nhận vừa rồi ạ. Chúng ta đã thấy được những cái hiện đại trong cái công nghệ góp phần việc cái ghép implant, và đặc biệt là chúng ta lần thứ hai được quan sát lại cái phòng nha khoa để mà thực hiện cái phẫu thuật cái ghép implant này, cũng như là phòng khám và phòng lấy mẫu, thì chúng ta thấy được cái những cái gì mà bác sĩ Bảo Phúc đã mô tả là một cái phòng khám như thế nào thì sẽ an toàn cho khách hàng. Ở đây thì với cái công nghệ là lấy dấu kỹ thuật số hay còn gọi là BAC system này, thì có lẽ là nhiều khán giả rất là muốn nghe tư vấn kỹ hơn cái công nghệ này nó sẽ hỗ trợ ra sao trong cái quá trình cái ghép implant cho khách hàng. Chúng tôi xin được quay trở lại mời tiến sĩ Trần Hùng Lâm tư vấn ạ. Thì chúng ta thấy là lúc nãy bác sĩ Bảo Phúc đã có giới thiệu một cái clip ngắn mà làm trên một cái cô bị mất răng. Thì cái công nghệ mà PIC nói chung là dấu kỹ thuật số, hay là gọi chính xác hơn đó là chụp ảnh quan trắc lập thể. Trước đây á, tức là đó là một cái khi mà là bác sĩ cấy implant xong, để mà từ cái vị trí implant để làm cái răng sứ đó, thì bác sĩ phải dùng cái vật liệu, dùng cái cao su, dùng vật liệu khác nhau bỏ vào trong miệng mà lấy dấu. Rồi sau mình sẽ đổ mẫu. Thì nó tốn là khá là nhiều thời gian, cũng như là cái độ chính xác nó sẽ không có đảm bảo 100%. Thì với cái công nghệ mà quan trắc lập thể này đó thì cái thời gian thì nó khá là nhanh, và như vậy nó sẽ ghi nhận cái vị trí implant nó rất là chính xác. Và khi cái vị trí implant chính xác đó, thì cái việc mà chế tác làm ra cái răng trên implant nó cũng rất là chính xác. Thì đó là một cái phần, một cái mảnh ghép mà trong cái quy trình mà kỹ thuật số khi điều trị implant cho những cô chú bị mất răng. Và nó sẽ giúp cho cái khách hàng nhẹ nhàng ra sao thưa bác sĩ? Thì trước đây là mình phải bỏ cái vật liệu vào, mình thấy đời vật liệu nó cứng rất là khó chịu, nhiều cô chú mà bị nôn đó, mình đợi rất là lâu mà nó chưa cứng thì nhiều cô chú là không lấy dấu được, bởi mình cái cảm giác buồn nôn rất là khó chịu, mình phải đợi cả 3-5 phút. Thì công nghệ này chỉ chụp trong khoảng vài giây thôi, tức là tích tắc là nó xong ngay. Thì như vậy về cái trải nghiệm cho những cô chú mất răng nó rất là thoải mái, rất là nó rất là nhanh, và nó không giống như là mình lấy dấu bằng cái vật liệu mà kiểu cũ. Dạ. Xin được cảm ơn tư vấn từ tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm. Và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ nghe bác sĩ Bảo Phúc tư vấn về cái công nghệ đó, là bác sĩ Bảo Phúc đã tận tay làm cho khách hàng đúng không ạ? Và nếu mà khách hàng hồi nãy có nói một cái câu mà chúng tôi nghĩ là cái câu đó là cái câu mà bác sĩ Bảo Phúc có thể tư vấn cho khách hàng để có đủ can đảm đi làm, đó là tôi sẽ làm yên tâm. Nhớ bác sĩ nói là cứ yên tâm. Vâng, xin được nghe ý kiến từ bác sĩ Bảo Phúc. Dạ.
thì tức là chúng ta biết là cái trồng răng implant đó thì nó là cái giải pháp là gọi là phục hồi cái răng mất là tiên tiến nhất hiện nay. Thì tuy nhiên là khi mà chúng ta nghe tới phẫu thuật này nọ đó thì các cô chú vẫn khá là e dè khi mà mình không có dám thực hiện. Thì giống như bác sĩ Phúc có đề cập trước đó và cũng bác sĩ Lâm cũng đã có đề cập những cái điều mà sẽ giúp chúng ta, khiến chúng ta thôi thúc là có cái mong muốn là muốn đi làm điều trị implant nhiều hơn. Thì ngoài những cái việc đó ra đó thì chúng ta nên để ý thêm là ở tại những cái phòng khám hiện nay có sử dụng một số cái công nghệ hiện đại để giúp cho cái quá trình lành thương nó được diễn ra tốt hơn hay không. Thí dụ như có thể sử dụng thêm công nghệ chiếu laser lành thương, hoặc là có thể sử dụng công nghệ huyết tương vào tiểu cầu, tức là sẽ lấy máu của bệnh nhân để quay ra tạo thành những cái màng huyết tương vào tiểu cầu. Thì những cái màng đó nó sẽ giúp cho chúng ta lành thương được tốt hơn. Thì đó cũng là những cái động lực để các cô chú có thêm được cái tự tin để mà thực hiện cái ghép implant. Thì mình cũng an tâm là ngày nay với những cái công nghệ hiện đại đó thì cái việc mà khống chế đau trong phẫu thuật và sau phẫu thuật cái ghép implant nó đã tiến bộ hơn rất là nhiều so với chỉ tầm cách đây khoảng 3 năm, 4 năm trước thôi. Thì ngày nay là nó đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thì để chúng ta có được thêm cái tự tin để chúng ta đi thực hiện cái điều trị đó. Vâng. Xin được cảm ơn bác sĩ Bảo Phúc với phần tư vấn cũng bác sĩ Bảo Phúc rất là thú vị. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi nhận được câu hỏi của hai khán giả. Một là khán giả Nguyễn Thị Minh Trang ở Biên Hòa, Đồng Nai, điện thoại cuối là 3921. Khán giả Nguyễn Anh Thư ở thành phố Bến Tre, điện thoại cuối là 0983. Hai khán giả này quay trở lại hỏi về một cái vấn đề, một người là bị cao huyết áp, một người là bị đái tháo đường. Đây là những cái bệnh khá là gọi là bệnh mãn tính và dùng thuốc suốt đời. Thế thì người ta muốn nghe tiến sĩ Trần Hùng Lâm vui lòng tư vấn với những cái bệnh mãn tính cần phải dùng thuốc như thế này thì cần phải chú ý những gì khi đi cấy ghép implant. Thì trong cái phần đầu chương trình thì bác sĩ Lâm cũng có đề cập đến cái những cái cô chú bị bệnh nền. Thì cái bệnh về đái tháo đường và cái huyết áp đó là hai bệnh lý rất là thường gặp. Và cũng may mắn là nó không phải là một cái chống chỉ định tuyệt đối. Tuy nhiên là trước khi mà làm đó thì bác sĩ cấy implant là phải biết tình trạng của cô chú. Tức là biết cái ngưỡng của mình nó đông mức nào. Là một, rồi thứ hai là nó đừng phải cao quá. Và tức là có bệnh nhưng mà vẫn đang kiểm soát, tức là mình đang có dùng thuốc về đái tháo đường để cho cái lượng đường nó không cao, hoặc là mình kiểm soát huyết áp, mình uống đều đặn đó. Thì như vậy là với cái việc mà kiểm soát và phát hiện mà đúng thì vẫn có thể cấy implant rất là an toàn. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm. Có một cái vấn đề nữa mà người lớn tuổi là cũng hay lo lắng, đó là cái việc cấy ghép implant này thì khi đi khám sức khỏe phải sử dụng những cái trang thiết bị tầm soát sức khỏe, liệu nó có ảnh hưởng gì hay không? Thì ở đây chúng tôi xin nhờ bác sĩ Bảo Phúc tư vấn cho khán giả Lê Thị Thu Hà ở Ô Môn, Cần Thơ, điện thoại cuối là 7698. Chị cho biết năm nay chị 68 tuổi, đã cấy ghép implant. Vậy thì muốn kiểm tra sức khỏe, muốn chụp MRI thì có ảnh hưởng gì đến cái răng mà mình cấy ghép implant hay không, hay là cái răng đó nó có tan ra rồi nó có ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe hay không? Điều này thì có lẽ là không phải chỉ riêng chị Thu Hà đâu mà rất là nhiều khán giả cũng muốn nghe tư vấn. Dạ. Thì một cái câu hỏi rất là thú vị. Thì một cái điều mà bác sĩ Phúc hay nghe hỏi nữa đó là khi đi qua cái chỗ quét của trước khi đi ra máy bay đó là cái máy nó có hú hay không? Đó, nếu mà chúng ta có cấy ghép implant thì thực ra chúng ta hiểu rằng implant nó là một cái trụ titanium mà nó sẽ là cái không, nó không có bị nhiễm từ. Đó, cho nên là các cô chú anh chị cứ yên tâm là những cái trụ này đã được nghiên cứu là không bị ảnh hưởng bởi những cái sóng đó rồi, thì chúng ta cứ an tâm là có thể chụp MRI thoải mái và chúng ta đi qua cái cửa máy bay thì nó cũng sẽ không có hú. Nhân cái một tràng pháo tay cho bác sĩ Bảo Phúc. Nhân cái câu chuyện bác sĩ Bảo Phúc vừa nói thì Ngọc Hoa cũng có nghe và cũng nhờ rất là nhiều khán giả nhờ, đó là nếu như người ta ở nước ngoài mà người ta quay trở về phòng trung tâm nha khoa Elite, người ta làm răng mà người ta làm đẹp quá rồi, khi mà trở ngược lại thì cái kiểm tra an ninh nó có nhận diện được hay không? Xin được nghe tư vấn từ tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm ạ. Thì câu hỏi của chị là nó cũng có nhiều cái giai thoại, nhiều cái câu chuyện cũng vui, tức là có những cái cô chú mà khi về Việt Nam đó thì không có đeo hầm giả thì cái mặt mình nó rất là xấu, và khi làm xong thì cái mặt mình đầy lại. Thì cũng có một cô nói là khi qua máy bay thì cái anh hải quan ảnh cầm cái passport rất là lâu, nó sao cô lúc sao nhìn nó không có giống, thì cô mới khai thật tôi mới làm răng lại và mới trồng cái implant. Thì chúng ta thấy là cái implant thay đổi khuôn mặt rất là ngoạn mục, thấy cái giá trị ngoạn mục của việc cái ghép implant là như thế nào. Tiếp theo thì chúng tôi xin được mời tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm trả lời cho câu hỏi của một khán giả ở Bình Minh, Vĩnh Long, điện thoại cuối là 9009, Bùi Thị Ngọc Huệ. Chị Huệ năm nay cho biết là chị 65 tuổi, không có bệnh
không có bệnh nền, chị muốn đi trồng răng bằng cái phương pháp im lăng thì không biết có phù hợp hay không. Bên cạnh đó thì chị cũng có nghe là nếu mà làm im lăng thì rất là chắc, nhưng mà sau khi làm thì không có cái cảm giác khi ăn. Cái này hay à nha. Xin hỏi bác sĩ là cái điều mà tôi nghe nó có đúng hay không? Chị Bùi Thị Ngọc Huệ cho biết. Và rất là muốn biết cái phần tư vấn này từ tiến sĩ bác sĩ Trần Hồng Lâm. Thì câu hỏi của chị Huệ đó là chị không có bệnh nền ha? Thì khi mà không có bệnh nền đó là một cái rất là tốt. Mình làm im lăng nó sẽ rất là an toàn ha? Có thể mình trồng im lăng được thay thế là những cái răng bị mất. Thì trong tình huống của chị là chị có đeo cái có thể là đeo cái hàm giả ha, thì như vậy thì cái im lăng nó sẽ thay thế, mình không phải đeo cái hàm tháo nó lắp vào nữa. Thì thật ra khi mà trồng cái im lăng đó, nó là một cái chân răng nhân tạo, thì khi trồng im lăng vào chúng ta sẽ có cái hàm răng nó dính lên đó, và có thể là mình sẽ không có cái nền hàm giả. Thì như vậy thì cái lưỡi mình và là cái cảm nhận thức ăn thường sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cô chú mà đeo cái hàm giả, bởi vì lúc đó cái hàm mình nó sẽ có cái khẩu cái đó, cái nắp giọng nó sẽ có một cái miếng nhựa nó che lại. Thì khi cái điều trị im lăng xong thì chắc chắn lại cảm nhận thức ăn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tất nhiên thì câu hỏi chị cũng có một cái rất là hay, tức là cái cảm giác thức ăn. Và thật ra thì đối với những trường hợp mà bị mất răng, một răng, nhiều răng hay mất toàn bộ răng, thì cái implant đó là nó cho cái chức năng nó tốt nhất so với tất cả những phương pháp khác. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ là nó sẽ không thể nào nó bằng 100% của răng thật. Nó có thể gần bằng răng thật thôi, chứ sẽ không thể nào lúc nào bằng 100% của răng thật. Cho nên là những tình huống mà những cô chú và anh chị mà có những cái răng còn tốt đó, thì thường mình sẽ cố gắng giữ những cái răng tốt. Và cái im lăng nó chỉ là một cái giải pháp thay thế tốt nhất cho trường hợp khi mà không còn răng, hoặc là những cái răng thật nó bị hư hại đó, và nó sẽ không thay thế được cái răng thật. Cho nên là nó sẽ có cảm giác thức ăn nó sẽ tốt nhất trong tất cả những cái tình huống mà làm răng giả. Nhưng mà đương nhiên thì cũng không thể nào bằng răng thật được. Xin được cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Trần Hùng Lâm. Tiếp theo chúng tôi xin được mời bác sĩ Bảo Phúc trả lời câu hỏi cho khán giả Lương Ngọc Lan, 72 tuổi, Long Xuyên, An Giang, điện thoại cuối là 0226. Cô Lan hỏi như thế này: tôi đã dùng răng hàm giả nhiều năm nay, có tình trạng là bị teo nú. Xin hỏi trường hợp của tôi có thể ghép xương để cấy im lăng được hay không, và chi phí ghép xương có cao quá hay không? Cảm ơn câu hỏi của cô Lan. Thì đối với câu hỏi của cô đó thì cũng khó mà trả lời được chính xác, bởi vì đó, để trả lời được chính xác có teo xương hay không đó, thì chắc chắn là bác sĩ phải cần có một cái phim con beam CT, cái phim để xác định được cái thể tích của xương hàm, cái mật độ của xương hàm. Thì tuy nhiên chúng ta thấy rằng là đôi lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta bị có cái nướng, chúng ta thấy được trên miệng là nó bị teo lại, nhưng mà ở dưới cái xương nó vẫn tốt, thì khi đó chúng ta không cần ghép xương, mà có thể là chúng ta chỉ cần phải ghép nướu thôi, ghép nướu rất là nhẹ nhàng thôi. Còn tuy nhiên nếu mà cái xương nó đã teo đi nhiều rồi và cần phải ghép xương đó, thì chúng ta nên hiểu rằng nếu chúng ta để quá lâu thì cái xương sẽ càng ngày càng teo đi, và cái chi phí nó sẽ càng ngày nó càng tăng cao lên đó. Ví dụ như năm nay mình cũng ghép được rồi mà mình thấy thôi ráng năm sau nữa đi rồi ghép, chứ năm nay cũng còn hơi sợ, năm nay chưa đủ can đảm đó, thì năm sau ghép thì nhiều khi cái chi phí nó bị tăng lên nhiều, và thậm chí là cái điều trị nó cũng trở nên nó phức tạp hơn nữa. Cho nên là khi mà chúng ta có những cái tình trạng như thế này đó, thì tốt nhất là các cô chú cũng nên đi thăm khám sớm để các bác sĩ có những cái chiến lược điều trị phù hợp với mình. Cũng không nhất thiết là chúng ta trồng implant, thì chúng ta có thể những cái điều trị khác, tuy nhiên thì nó cũng nên phù hợp để hạn chế được cái việc teo xương này càng lâu càng tốt. Xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Bảo Phúc. Bác sĩ Bảo Phúc cũng nhắc đến một cái thói quen, một cái cách suy nghĩ của người Việt Nam mình là cố chịu đựng. Khi mà chưa thật sự cần thiết thì phải cố chịu đựng. Thấy quý khán giả cười nhiều quá, chắc là Ngọc Hoa nói trúng rồi phải không? Cố chịu đựng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái mình càng cố chịu đựng thì cái ảnh hưởng của mình nó càng lớn, và đặc biệt là cái chi phí, quan trọng là cái chi phí để mà chữa trị và thăm khám về sau nó lại càng đắt đỏ hơn. Hy vọng là quý khán giả đang theo dõi trước màn nhỏ đài truyền hình cũng nghe được những cái lời tư vấn này từ các diễn giả của chương trình. Chúng tôi nhận được câu hỏi của một khán giả ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, điện thoại cuối là 81176, chị Nguyễn Kim Lâm. Chị Lâm năm nay là 68 tuổi, đang sử dụng là hàm tháo lắp, lợi thì bị tụt luôn. Xin hỏi là với cái trường hợp này thì chị có muốn cái ghép bằng phương pháp im lăng mà chương trình vừa nêu thì có hiệu quả hơn hay không? Chị cho biết là chị không có bệnh nền gì cả. Cảm ơn câu hỏi của chị Lâm. Thì như vậy chị không có bệnh nền, đó là một cái rất là tốt ha. Mình làm nó sẽ càng yên tâm hơn.
Thì cũng như là bác sĩ Bảo Phúc có đề cập từ lúc đầu đó, thì ngày nay với cái phát triển về cái công nghệ, về cái implant, về cái vật liệu và đặc biệt là cái quy trình số đó, thì hầu như là không có một trường hợp nào mà chúng ta không có cấy implant được. Thì như vậy những trường hợp mà bị tiêu xương thì mình có thể tái tạo xương lại. Trường hợp mà nướu nó bị tục, nó bị thay đổi, mình có thể ghép cái nướu đó lại. Cho nên là với tình huống của chị đó thì thông thường là sẽ cần bác sĩ khám để chẩn đoán xem được cái xương nó bị thiếu hay là cái nướu nó bị thiếu. Thì vậy với một cái tình trạng nhất định đó thì bác sĩ đưa ra một cái biện pháp điều trị cho phù hợp. Và hầu như ngày nay là sẽ không có tình huống nào mà chúng ta không làm implant được. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi xin được mời bác sĩ Bảo Phúc trả lời câu hỏi cho khán giả ở Mỏ Cày, Bến Tre, điện thoại cuối là 7703. Khán giả Trần Hữu Danh, anh Danh năm nay cho biết anh 60 tuổi, răng hai hàm hư khoảng 60%. Xin hỏi với cái trường hợp như vậy thì tôi có thể dùng cái phương pháp implant để phục hồi răng lại được hay không? Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh Danh. Thì ở đây không biết 60% là những cái răng còn lại hư 60% hay là đã mất 40% răng rồi. Thì thực ra chúng ta cũng có thể thấy là giống như bác sĩ Lâm có nói trước đó, thì cái răng thật đó vẫn là cái răng quý giá nhất của chúng ta. Thì như vậy đối với trường hợp của anh đó, thì bác sĩ Phúc vẫn đề xuất là anh nên đi thăm khám để bác sĩ có một cái chiến lược điều trị phù hợp nhất với anh. Thì thí dụ những cái răng nào mà vẫn còn điều trị giữ lại được đó, thì bác sĩ sẽ cố gắng giữ lại được. Còn những cái răng nào mà đã mất rồi, hoặc là những cái răng mà nó đã bể quá nhiều rồi đó, thì khi đó là chúng ta có thể sử dụng phương pháp cấy ghép implant để chúng ta tái tạo lại những cái răng đã mất đó. Thì tuy nhiên là nếu những cái răng nào mà vẫn còn tốt đó thì bác sĩ vẫn sẽ cố gắng là giữ lại. Thì bởi vì chúng ta biết là cái răng thật thì nó vẫn tốt hơn là một cái răng implant. Thì như vậy là với trường hợp của anh đó thì vẫn là nên đi thăm khám sớm nhất có thể để có một cái chiến lược điều trị phù hợp với anh. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Bảo Phúc. Ở đây thì có lẽ là những cái thông tin mà từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã nghe và cũng đã biết được rất là nhiều về cái phương pháp im lăng là gì nè, rồi cái cấy ghép im lăng thì nó có những cái tiện lợi hiệu quả ra sao so với cái ghép truyền thống, rồi cái phần nữa đó là những cái công nghệ góp phần cho việc cái ghép im lăng trở nên hiện đại hơn và nó nhẹ nhàng, rồi chi phí nó cũng nó ít tốn thời gian của cái khách hàng đi làm nhiều hơn. Và cái điều quan trọng là ở đây thì chúng tôi cũng nghe các bác sĩ tư vấn rất là nhiều, bao giờ cũng vậy, cái răng thật mới là cái răng tốt nhất. Như vậy thì cái việc bảo vệ răng thật nó mới là vấn đề quan trọng đây. Những ai đang có răng thật thì chúng ta cần phải bảo vệ như thế nào? Những ai vừa có răng thật mà vừa có cái ghép im lăng thì chúng ta phải bảo vệ ra làm sao hàng ngày? Về vấn đề này chúng tôi xin được mời tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Long có thể vui lòng tư vấn. Thì như là chúng ta đã theo dõi từ đầu giờ đến giờ, chúng ta thấy là khi mình bị mất răng thì mình sẽ có rất là nhiều cách về công nghệ phát triển, về implant, về quy trình số để cấy lại implant rất là nhanh, rất là chính xác. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý là cái implant tốt nhất là cái implant mà chưa được cấy trên miệng. Tức là một cái implant mà tốt mấy đi nữa thì cũng không thể nào thay thế một cái răng thật còn tốt. Và cái implant nó chỉ thay thế cho những cái răng bị mất hay là những cái răng mà không còn giữ được. Đó. Cho nên chúng ta thấy khi mà chúng ta còn những cái răng là chúng ta có một cái tài sản rất là quý giá trong miệng. Thì nôm na chúng tôi hay nói vui là có thể là khi làm trồng răng implant thì có thể là có cả một xe hơi trong miệng. Thì như vậy chúng ta có một cái xe hơi, một cái răng tự nhiên rất là tốt thì chúng ta sẽ cố gắng giữ gìn. Thì cái những gì rất là đơn giản là những cái biện pháp về giữ gìn vệ sinh răng miệng hàng ngày. Chúng ta phải chải răng đúng cách, chải răng sau khi ăn và đặc biệt là trước khi đi ngủ. Tại vì sau khi ngủ đó cái thời gian nó rất là dài, cho nên thời gian nó vi khuẩn có thể hoạt động, có thể phá hủy răng nó nhiều nhất. Cũng như là chúng ta nên thăm khám định kỳ, chẳng hạn như là phải 6 tháng hay là ít nhất là 3 tháng đến 6 tháng một lần. Thì khi có những cái hư hại nhỏ đó, bác sĩ có thể phát hiện, có thể chỉ cần đơn giản là cạo vôi, có thể là trám răng, làm những thủ thuật rất là nhỏ và giúp chúng ta giữ lại những cái tài sản quý giá, đó là những cái implant tự nhiên. Cho nên nó sẽ không có gì thay thế về cái răng thật. Thì đó là những cái mà lời khuyên mà chúng tôi có thể đưa ra cho những cô chú hôm nay đến đây. Dạ, một tràng pháo tay dành lời cảm ơn cho hai bác sĩ đã đến tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta 60 phút đã trôi qua rất là nhanh phải không ạ? Chúng ta có được rất là nhiều kiến thức rất là bổ ích cho việc là nếu như bị mất răng thì chúng ta sẽ trồng răng và cái ghép im lăng như thế nào, rồi cái cách mà chúng ta bảo vệ ra làm sao. Hoặc là quý khán giả vẫn có thể truy cập vào website Sống Xanh Sống Khỏe để theo dõi lại chương trình này nhé. Còn bây giờ thì cho phép Ngọc Khoa một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến quý bác sĩ đã dành thời gian quý báu đến tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến Trung tâm Nha khoa Elite Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chúng tôi thành công trong chương trình này. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tháng sau. Phòng khám Nha khoa Elite
hân hạnh đồng hành cùng chương trình.